Xong rồi bây giờ em mỏi chân quá. Chương trình từ thiện mình có dư đôi dép tổ ong nào, ông cho em xin đôi. Chứ em đau chân quá rồi, bây giờ chỉ có bò thôi, chứ không có đứng được nữa. Chúng tôi đại diện ban tổ chức sẽ trao luôn cho chị Thúy Nga một đôi dép tổ ong rất là xinh đẹp. Dạ, có mơm anh nhiều. Phần quà này sẽ được gửi đến tay của chị Thúy Nga, một trong những người đi xin từ thiện. Rất là bài bản mà chị đi xin từ thiện. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Rồi. Em tặng chị đâu dép tổ ong. Có sắp dép từ thiện nữa nè. Rồi bây giờ cái dép ni này lấy về tặng cho bạn gói đi. Đâu ni là bo triệu đó. Rồi bỏ vào giùm. Rồi lấy đôi dép của bo. Khoan cái đôi mà cao gọt nên để nhanh cho nóng nhật. Lòng nhật. Ô gì là tôi mê từ sáng từ giờ rồi. Từ sáng ra đi từ thiện đôi của cao gọt của thì Nga. Trời ơi, quỷ sứ à, nãy giờ tôi tưởng là được của tôi cho từ thiện được. Thôi, cho Lâm Nhật đi, Lâm Nhật rồi, lát nữa Lâm Nhật còn đi xin Lan Ngọc hay là Khổng Tú Quỳnh cái máy đồng nữa giờ đó. Cuối cùng nhà tôi đi phát từ thiện hay là hai người phát từ thiện cho tôi? Đi ro kia đi, có thiếu nhi đang đứng kia kìa, nó phát kẹo cho mà ăn. Thôi tôi xin bếp tôi đi rồi. Em đừng là anh nói nè, hai chị em đừng để tâm sự đi, còn anh đừng buồn bị giày gót cáo gõ anh đi bên nào. Đi qua Lan Ngọc với lại Khổng Tú Quỳnh xin luôn cái đầm đi cho tôi nha. Dạ, em cảm ơn ban tổ chức đã cho em đôi dép thiện nguyện. Dạ, đau chừng quá trời quá đất luôn. Có ơn cỏ nhờ rất là nhiều. Thank you very much. Đề nghiệp giờ hát một bài đi.